ra nó chạy trên cái hình tròn cái đường bắc hôm trước mình làm. Giờ thầy sẽ tạo nhanh cái chồng chống tre trước đi. Thầy tạo khối cylinder lên đây nha. Thay qua mặt mặt top đi. Thầy tạo nhanh cho một cái khối box để khối box để làm cánh quạt. Giảm chiều cao lại xuống một xíu. Đưa nó lên trên. Hình như nó hơi dài. Cho nó ngắn ngắn lại. Chỉnh cái này. Để nhìn như là đây. Này thầy đang tạo cái cánh quạt thôi nha, chưa có gì hết. Hát cho nó edit poly. Chọn hai cái chỗ này. Scale nó lại. Rồi cho nó ra ra xíu thì cho nó ra cánh quạt. Còn bạn nào muốn làm cánh quạt điệu hơn nữa thì bạn bend hay bạn tweak nó lại cho nó hơi cong cong là đẹp. Rồi, cho nó mỏng mỏng hơn xíu luôn đi. Rồi, ví dụ vậy. Xong thầy sẽ chỉnh cái tâm nó nha. Thầy cho cái khối này của mình về ngay vị trí tâm không nè. Không nè, ngay giữa tâm nha. Rồi, cái này cũng vậy. Chụp tích về không. Lúc bạn làm bạn nhớ chỉnh cái tâm của nó một xíu. Vô mặt có thì cân lại. Bây giờ thầy đang muốn cái tâm của mình nó nằm ngay vị trí này. Tại vì lúc xoay á, bạn tưởng tượng nè, cánh quạt của mình á, nó sẽ xoay, cái tâm xoay nó nằm ở đây chứ không phải ở đây. Nên mình phải chỉnh cái tâm lại cho nó về ngay vị trí ở ở ngay cái góc ở đây. Chọn qua Affect by point only nè. Hiện tại thì nó cũng center to object rồi, nhưng mà mình muốn nó kéo qua đây thì mình chỉnh nó cho nó ra ngay mép ở đây. Rồi cái chỉnh tâm này được chưa? Rồi xong rồi bạn di chuyển lại cái này vô ngay giữa đây. Bạn muốn cánh quạt của mình có ba cánh hay hai cánh? Hai cánh. Nếu ba cánh thì mình sẽ sử dụng cái snap góc này. 360 chia 3 là 120 đúng không? Gọi như 120. Rồi, nhấn shift nè. Quay, bật lên đây chứ. Bật cái snap. Bật cái snap này lên nè. Nhấn shift nè. 1 nè. Copy ra 2 cái, nhấn 2, ok. Rồi, tắt cái snap góc đi. Rồi, đó là mình ra được cái cánh, ba cái cánh quạt. Thầy sẽ tạo thêm một cái, ví dụ như cái trực thăng đi, thì nó sẽ có một cái thân phía dưới nữa. Ví dụ đây là cái mô đồ của mình hơn cái trực thăng đồ chơi. Mình sẽ cố gắng là dùng là trực thăng đó. Rồi tiếp nha. Bây giờ mình cần phải phải phân tích được cái gì nó quay, cái gì nó đứng im. Giả sử mà mình làm cái này nó quay hết á, nguyên cái chiếc xe nó quay thì nguyên cái cục này nó cũng thật sự phải quay nha. Nó quay hết nguyên cả khối này thì không hợp lý đúng không? Mình cần phải phân tích. Thầy chỉ muốn cái cánh quạt này nó quay thôi. Để dễ hình dung thì thầy sẽ scale cái này lại một chút. Đây là cái cánh quạt này. Rồi, nó sẽ có một cái trục. Nó sẽ có một cái trục.
dài ra. Nhưng mà nó dài nhỏ lại xíu. Dài ra. Dài lên. Rồi, đây nè. Thì lúc nó quay á là cái thì rút cái khối này lại nha, rút ba cái này lại. Rồi, đây là một cái rút. Lúc nó quay thì cái này xoay thôi. Còn cái này với cái này nó đứng im. Nên bây giờ mình cũng phải phân cấp cha con cho nó. Thế cái này nó hơi phức tạp một xíu nha. À, giống như hôm trước mình cũng có link parent trong After Effects rồi, thì quay mình quay lại cái đó một xíu thôi. Bây giờ thầy muốn cái này xoay nhưng mà cái này nó đứng im thì suy ra theo bạn cái nào là cha cái nào là con, thử nghĩ trước đi, cái nào là cha cái nào là con. Cái thân là cha, cái thân là cha rồi, cái nào là con, cái này là con đúng không, cái này là cha, cái này là, cái này là con của cái này, đúng rồi. Tiếp tục, cái đó là con của rồi, cái thằng này nè, cháu cánh, đúng rồi, cánh quạt nó sẽ là con của cái trụ này, nhưng mà cái trụ này nó lại là con của cái hộp này ha. Để linh cha con á thì mày nhớ cho thầy một quy tắc là chọn cha, chọn con, sau nó kéo qua chọn cha. Chọn con trước, xong kéo qua chọn cha. Là chọn con nha. Đây là con nè, đúng không? Bây giờ thầy sẽ linh cha con cho cái hai cái thằng này. Đây là cha nè, đây là con. Chọn con trước, xong bấm vô công cụ select and link nè. Rồi, từ đây kéo xuống cha nè. Xong rồi đó. Xong rồi nha. Rồi, bây giờ mình test làm thế nào biết cha con rồi. Chọn con, di chuyển con, cha không di chuyển, đúng, chọn cha, con đi theo, hả, là đúng. Tới đây được chưa, được chưa, được chưa? Dạ được. Ừ. Nhớ nha, con á là nó, con sẽ không tác động tới cha, nhưng mà cha làm gì là con sẽ bị đi theo á. Rồi tiếp tục, à, cái này sẽ là con của cái hộp này, giờ chọn con nè. Xong nó kéo xuống chọn cha. Xong, những quy ngắt lệnh nha. Giờ test nè. Chọn con nè. Di chuyển con. Cha không di chuyển. Giờ chọn cha nè. Di chuyển hết. Ha. Rồi tới đây được rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẽ làm chuyển động cho nó nè. Giờ đầu tiên sẽ chuyển động cho cánh quạt nó quay trước. Rồi, quay trở về cái frame ban đầu. Bật set key lên, bật auto key lên luôn đi, set cho nó cái keyframe đầu tiên. Thôi chết rồi, quay lại nha. Nãy thầy mới tạo ra cái khối cylinder nên cái tâm của mình nó bị lệch qua đây rồi, thì chỉnh cái tâm về lại ngay giữa cái này nha. Effect by force only, center to object.